Ngày 407, thứ 409 thiên. Đầu tiên là từ giải thưởng, chỉ những thứ do trúng thưởng. Trải thấu. Trải. Trải. Thấu. Thấu. Trải thấu. Trải thấu. Trải thấu. Hẳn phải có chút giải thưởng chứ. Nguyên văn là luôn phải có chút giải thưởng đi. Dũng để yêu đoán trải thấu bà. Dũng. Dũng. Tẩy. Tẩy. Dỗ. Đẻ. Trải. Thấu. Bà. Dũng để yêu đoán trải thấu bà. Dũng để yêu đoán trải thấu bà. Dũng để yêu đoán trải thấu bà. Vậy quyết đấu hẳn phải có chút giải thưởng chứ. Là PK dũng để yêu đoán trải thấu bà. Là PK dũng để yêu đoán trải thấu bà. Là PK dùng để ưu tiên trải thấu bà. Bây giờ cách nói vừa rồi boss rơi. Căng căng boss đèo lùa. Căng. Căng. Boss. Đèo. Đèo. Lùa. Lùa. Căng căng boss đèo lùa. Căng căng boss đèo lùa. Căng căng boss đèo lùa. Dây chuyền mà vừa rồi boss rơi. Căng căng boss đèo lùa de xiang liền. Căng căng boss đèo lùa de xiang liền. Căng căng boss đèo lùa de xiang liền. Làm vật cá cược, coi như vật cá cược. Rủ đủ rủ. Rủa. Rủa. Quấy. Quấy. Tủ. Tủ. Trụ. Trụ. Rồi đủ trụ. Rồi đủ trụ. Rồi đủ trụ. Dây chuyền mà vừa rồi boss rơi, coi như vật cá cược. Căng căng boss đeo lùa xiang liền, rồi đủ trụ. Căng căng boss đeo lùa xiang liền, rồi đủ trụ. Căng căng boss đeo lùa xiang liền, rồi đủ trụ. Hãy nhắc lại từ đầu đoạn này. Vậy quyết đấu hẳn phải có chút giải thưởng chứ. Là PK xuống đèo đến trải thấu bà. Là PK dùng để ở đây trải thấu bà. Là PK dùng để ở đây trải thấu bà. Dây chuyền mà vừa rồi bút rơi coi như vật cá cược. Căng hông bút đeo lùi được xiang liền, rủ đủ trụ. Căng hông bút đeo lùi được xiang liền, rủ đủ trụ. Căng căng boss đeo lùa xiang liền, rủ đủ trụ.
Cô thấy thế nào? Nǐ kàn zěnměyàng? Nǐ kàn zěnměyàng? Bây giờ hãy nhắc lại các câu phim sau bằng tiếng Trung. Lô vi vi vi, muội phải cẩn thận đấy. Lũ ẻ vê vê, nhé ở xào xin à. Chân thủy, đợi lát muội đi kéo lấy nó. Chân thủy, nó hồi ở chưa la chủ là. Quy củ cũ, nhân cơ hội tập kích nó. Lào quê chủy, trần di xí gì hả? Được, ok. Họ. Mau, đuổi theo. Nguyên văn là, nhanh, theo lên. Khỏe, cân sẵn. Wow, dây chuyền nghịch thiên hệ pháp thuật. Wow, phá sụ xí nị thiên xiang liền. Nini, trang bị của muội. Nini, nhớ trang bị. Wow, hôm nay cũng quá may mắn đi. Wow, xin thế yên chìa thay hào lạ bà. Dây chuyền nghịch thiên hệ pháp thuật. Phá sụ xí nỉ thiên xiang liền. Lô vi vi vi, có hứng thú quyết đấu một trận hay không? Lũ ẩy vây vây, yếu mêu xin chú PK y bả. Được, có thể. Có thể. Vậy quyết đấu hẳn phải có chút giải thưởng chứ? Là PK cũng đéo đến giải thấu bà. Dây chuyền mà vừa rồi bút rơi coi như vật cá cược. Các hâm bố đeo lùi đeo xiang liền, rồi đủ trụ. Cô thấy thế nào? 你看怎么样？